Rồi, ok mọi người, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục review cây bẫy kẹp nha mọi người. Thì cũng khá là nhiều bạn yêu cầu mình review bé cúp bịt. Nhưng mà trước đó thì các bạn cũng biết rồi, là mình cũng có cúp bịt rồi, nhưng mà không biết vì lý do thần kỳ nào đó nó mất tiêu luôn mọi người. Ngay cả vườn mình mà mình còn nó mất tiêu hồi nào mình còn không hay luôn. Nên thành ra là hôm nay mình có rinh lại một bé cúp bịt để về trồng và lâu lâu quay livestream khoe với mọi người, với lại làm cái clip review này nha. Hey, thì dòng cúp bịt nó rất là đặc biệt, thì xíu nữa mình sẽ review theo từng phần cây để mà các bạn có thể nắm rõ nha. Thì theo như thông lệ bình thường là chúng ta sẽ bắt đầu review phần lá đầu tiên nha mọi người. Phần lá cúp bịt thì nó cũng khá là đặc bình thường thôi, đây mình sẽ focus gần lại cho mọi người xem. Ok mọi người, đây là phần lá của dòng cúp bịt. Thì theo mình nhận định là lá cúp bịt cũng có răng cưa y chang như dòng Big Mau nha mọi người. Đây mọi người thấy không, răng cưa nè. Đây, răng cưa nữa nè. Nói chung là răng cưa của nó cũng ít thôi, không quá nhiều. Với lại mình thấy có một điểm rất là đặc biệt là cái lá của dòng cúp bịt nó dạy như nó xoắn như cây xà lách vậy mọi người. Thì cái này hình như mình nhớ không lầm là anh em hay gọi là wavy. Lá wavy. Đặc và cái lá wavy đặc biệt là đặc biệt nhất của dòng Maxima nha mọi người. Maxima wavy thì mình sẽ chèn cái hình ở đây, mọi người có thể tham khảo nha. Rồi ok, thì phần lá nó cũng trông khá là bình thường, chỉ có một hai cái đặc điểm khá là đặc biệt như thế thôi. Thì lá mới vì bữa giờ thành phố Hồ Chí Minh đang nắng lại nên lá mới lên nó đỏ chét luôn mọi người. Thì một cái có thể là bé nó là khi mà đủ nắng là nó sẽ lên full đỏ luôn, đỏ cả lá, đỏ cả kẹp. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ quay review cận cảnh cái kẹp nó, xem là cái kẹp nó như thế nào nha mọi người. Rồi ok, đây là cận cảnh cái kẹp của dòng cúp bịt. Thì mọi người nhìn vào là chắc là các bạn cũng thấy rồi, là nó na ná giống như là một cái chén vậy mọi người. Thì bình thường là những dòng cây bẫy kẹp tới đây là nó sẽ mở ra nè, nó mở ra thành hai cây kẹp. Rất là quen thuộc với mọi người, nhưng mà đối với dòng cúp bịt đó thì là nó chụm lại luôn, nó không có mở hết thẳng ra đây. Đây là góc nghiêng của bé nó nè, mọi người có thể thấy không, nó không mở ra hết. Còn cái phần cuốn thì nó vẫn bình thường nha, nó tạo cho dòng cúp bịt nó có một cái hình dáng rất là đặc biệt. Rồi ok, còn phần răng thì theo mình đánh giá là nó khá là dài so với kẹp nha mọi người. Dài, cái kiểu răng nó dài cỡ này là chắc nó cũng ngang với dòng spider luôn á mọi người. Răng rất là dài. Với lại cái bề rộng của răng nó khá là dày nha mọi người. Rồi ok, thì bên trong kẹp nó khá là đỏ. Nếu như các bạn trồng đây này, cái kẹp này là rõ nhất nè mọi người. Sorry mọi người, là theo thường thông lệ những cái clip mà mình review cây đó là mình sẽ nhét nó vào bên trong phòng, mình đóng kín cửa, tắt đèn, nói tắt đèn cho nó sang sang vậy thôi, chứ mà thực ra mình vẫn mở đèn nha mọi người. Đó là mình để cho âm thanh nó im ắng chút, vì các bạn biết rồi là vườn mình nó gần sát đường, vì cái khu nhà mình nó cũng khá là đông người qua lại nên thành ra là nó hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Cũng sorry mọi người. Thì cái cây kẹp cúp bịt này là mình thấy là được trồng với một cái điều kiện rất là nhiều nắng, thành ra là kẹp nó đỏ chét luôn nè mọi người, đỏ cả răng luôn nha. Các bạn thấy không, đỏ cả răng kẹp luôn, là mọi người thấy là cỡ nào rồi. Bên trong miệng cũng đỏ luôn nha, bên ngoài thì bên ngoài mình thấy nó có cái viền nè mọi người thấy không. Nó có một cái giống như là cái gân máu vậy mọi người. Rồi ok, thì hình như mình nhớ không lầm là bên trong nó vẫn có lông cảm ứng như bình thường nha. Đấy, để mình coi. Ok mọi người, thì sau một hồi xăm soi thì mình thấy nó vẫn có lông cảm ứng nha. Vì bên trong này nó đỏ quá nên thành ra là nó mình không thể nào mà mình quay được cái lông cảm ứng. Với lại mọi người biết rồi là cái đầu của mình, gọi phần này phần đầu, cái đầu kéo nó chúm lại, bây giờ mình quay cái góc này là không thể nào mà thấy được cái lông cảm ứng luôn. Ấy, nó bị mờ. Mọi người thấy không, không thể nào thấy được lông cảm ứng nên thành ra là phải nhìn trực tiếp mới thấy nha.
Rồi ok, bây giờ mình sẽ test thử xem là cái khả năng đóng mở của kẹp dòng cúp biệt này nó như thế nào nha mọi người. Rồi ok, thì bạn nào mà hay xem trên những cái clip của mình là chắc là các bạn cũng biết rồi, là mình hay test kẹp bằng cái cọng lông chổi. Thì cọng lông chổi sẽ giúp cho kẹp nó không có bị hư đồ các thứ vân vân. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test bé cúp biệt này xem nó có thể đóng mở như thế nào nha mọi người. Đó, một lần nè, không có gì cả. Hai lần, hình như chưa dính. Ba lần nè. Vậy là nó tuy là nó chấm chấm vậy thôi nhưng mà nó vẫn đóng được nha mọi người. Đây, mình thử thêm một cây ở đây nữa nha. Đây, một lần nè, không có gì cả. Hai lần, ba lần, không có gì cả. Bốn lần, ghê chưa mọi người. Bốn lần có thể là do mình chọn nó chưa có trúng ngay cái lông cảm ứng, nên thành ra là bé nó không có đóng mở nhanh gọn được nha. Rồi ok, vậy là mình đã review xong bé kẹp cúp biệt. Một dòng bé kẹp cũng khá là nhiều bạn yêu cầu mình review. Rồi ok, nếu bạn thấy clip hay hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye.